cho các bạn đã đến quay lại với kênh Re-AT Design. Thì trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn Khánh Hoa Lan cũng nhà mình thì Lan tại nó đã cậu nè các bạn canh chuẩn bị nở trong dịp Tết, nhưng mà nó đã nở trước Tết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên đăng ký kênh, like, share, comment để ủng hộ mình làm các video theo các bạn. Thank you for watching. Don't forget subscribe, like and share. More through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I...